Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình thì chuyên mua bản điện thoại cũ, máy tính bảng cũ ra rẻ. Và hôm nay là ngày 18 tháng 4 năm 2021 các bạn nhé. Và bây giờ thì cũng là 10 giờ tối rồi các bạn nhé. Thì là buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình cũng lên hơi vội một chút. Thì nhà mình về được mấy mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình, các bạn thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ, thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Thì buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được mấy mẫu giá rẻ, thì mình sẽ giới thiệu và thanh lý luôn cho các bạn nhé. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về được con này, là con Samsung A50s các bạn nhé. Đây ạ. Đây ạ. Buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này, con Samsung A50s. Thì A50s này, con này là bản công ty, 2 sim 2 sóng. Màn hình con này là màn hình của nó là tràn viền hơn 6 inch. Màn hình của nó là độ màn hình của nó là màn hình AMOLED, cho hiển thị hình ảnh của nó là Full HD cộng các bạn nhé. Đấy, Full HD cộng luôn, màn hình của nó là màn hình AMOLED. Con Samsung A50s này thì cấu hình của nó là RAM 4GB này, bộ nhớ trong con này là 64GB. Ngoại hình thì là máy con này đẹp, còn độ 90% các bạn nhé. Con A50s này ngoại hình thì máy còn 90%. Mặt sau thì là mặt lưng kim cương các bạn nhé, kiểu giả kim cương. Máy còn 90%. Cổng sạc là cổng sạc tai C, và đây là jack chấm gấp tai nghe 3.5 các bạn nhé. Con Samsung A50s này thì con này màn hình đẹp nhé, không ám bố hay không lưu ảnh gì. Bản công ty, 2 sim 2 sóng. Thì là con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 3 triệu đồng. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A50s này, các bạn nhận hàng lên sớm nhất, một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại mình đặt hàng. Nếu mà tin nhắn và Zalo mình không trả lời kịp thì mong bạn liên hệ trực tiếp qua hai số mình đặt hàng. Và đây địa chỉ cửa hàng mình, gần bạn thể là qua trực tiếp địa chỉ cửa hàng mình để là giao lưu, trao đổi và mua bán các bạn nhé. Samsung A50s 3 triệu đồng cho bạn nhé. Đây, màn hình đẹp keng luôn các bạn nhé. Đây, giá rẻ thì nhà mình có Oppo A37 này. Oppo A37 thì hôm nay nhà mình vừa mới về con này xong. Con này thì là các bạn làm máy phụ chống cháy rất ok nhé. Con này là 900k. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Oppo A37 này, các bạn nhà hàng thì sớm nhất nhé. Oppo A37 này là 900k cho bạn nhé. RAM 2GB, bộ nhớ trong con này là 16GB nhé. RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB. Bạn nào thích sản phẩm Oppo này, các bạn nhà hàng thì sớm nhất nhé. Nhà mình sẽ tặng kèm bạn một cái ốp này luôn. Ốp này rất là xịn sò luôn này. Đấy, con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 900k các bạn nhé. Tặng kèm các bạn một cái ốp này luôn. Và các bạn chỉ phải lắp sim là sử dụng các bạn nhé. Đấy. Và tất cả sản phẩm bên mình thì báo giá trực tiếp, thì các bạn ưng nào sản phẩm mình, các bạn nhấc máy liên hệ trực tiếp mình đặt hàng. Và tất cả sản phẩm bên mình thì cứ lỗ được 1 tuần và bảo hành 6 tháng, nên các bạn yên tâm sử dụng các bạn nhé. Hôm nay thì nhà mình lại về tiếp tục được cái con này là gì nhỉ? Con này là con gì nhỉ? Lova. Con này là Lova 3E nhé. Hawaii Lova 3E. À sorry các bạn, 3E các bạn nhé. Con này là Nova 3E. Đấy, Nova 3E. Thì là cấu hình của nó là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 128GB nhé. RAM 4GB, bộ nhớ trong là 128GB. Con này tình trạng của nó thì là vỏ cũ phẩy theo thời gian này. Đấy, cũ xấu theo thời gian. Con này thì là vỡ kính lưng nhá. Đây. Vỡ kính lưng này, đấy. Vỡ kính lưng một góc chỗ này, và con này vỡ cả kính trước nhá. Kính trước thì nó bị vỡ đây. Đấy, vỡ chỗ này. Thì con này thì nhà mình thì không sửa chữa gì mà. Đây, vỡ kính chỗ này này. Và vỡ kính lưng này. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1 triệu tư nhá. Tất cả là chức năng bình thường. Tất cả là quay phim hay là chức năng nghe gọi, tất cả bình thường hết. Chỉ mỗi là tình trạng là vỡ kính. RAM 4GB, bộ nhớ trong là 128GB. Mình sẽ thanh lý cho bạn giá cực kỳ là lợn chết, 1 triệu tư các bạn nhé. Đấy, năm 2021 rồi, chỉ với giá 1 triệu tư thôi. Các bạn đã sở hữu sản phẩm là gì nhỉ? 128GB, điện thoại 128GB, dùng thao hồ lưu trữ luôn. Thì bên mình thì không sửa chữa mà. Thì mình mua sao của khách thì mình bán cho các bạn như vậy nhé. Đấy, vỡ kính. Gì nhỉ, các bạn về ép kính hay là thay lại cũng được nhá. Nói chung là thay lại ép kính lại thì cũng rất là rẻ. Bên mình thì không sửa chữa mà. Mình nhập sao mình bán luôn lại cho các bạn nhá, để cho các bạn sử dụng yên tâm nhá. Đấy. Con Nova 3i này thì mình sẽ bán cho các bạn với giá là 1 triệu tư các bạn nhá. Đấy ạ. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con A7 2018. A7 2018 này thì con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 1 triệu rưỡi các bạn nhá. Đấy, A7 2018, con này là bản công ty này, 2 sim 2 sóng, cấu hình là RAM 4GB. Đấy, RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 64GB các bạn nhé.
Thì là con này thì là ngoại hình của nó rất là đẹp luôn này. Đấy, ngoại hình rất là đẹp luôn. Đấy, A7 2018 ngoại hình con này rất là đẹp luôn các bạn nhá. Tặng kèm các bạn một cái ốp dẻo này luôn theo máy nhá. Con này thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. 3 camera. Đấy. Đấy, chỉ với giá là 1 triệu tư thôi. À sorry các bạn là 1 triệu 500k thôi. Tại vì sao mình bán 1 triệu 500k cho các bạn? Bình thường trên thị trường là màn công ty thì đang bán là 2 triệu trở lên. Nhưng mà con này thì là gì nhỉ? À, con này thì là màn hình khách đã thay màn hình là OLED rồi các bạn nhé. Con này thì khách đã thay màn hình OLED một lần rồi. Đây, OLED một lần rồi. Thì mình sẽ bán cho bạn với giá là 1 triệu 4. À 1 triệu 500k. Đấy, A7 2018. Khách đã thay màn OLED một lần. Con này thì mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 1 triệu 500k. Đấy, các bạn mua A7 2018 này dùng rất là ok luôn. Các bạn dùng một thời gian chán hỏng màn hình ấy, thì các bạn dùng thời gian mà rơi sau này mà rơi vỡ hay hỏng màn hình thì các bạn đi thay cái màn xịn của nó hơn 1 triệu một tí thôi. Các bạn dùng rất là ok nhé, tại vì cái vỏ nó rất là đẹp. Các bạn cứ dùng ốp giữ gìn, sau này mà cái màn này chẳng may các bạn làm rơi mà vỡ ấy, thì sau này các bạn đi thay gì nhỉ, một cái màn hình zin mà các bạn dùng nhé, rất là ok luôn các bạn nhé. Tại vì cái Samsung thì nó hay hỏng màn lắm. Cái main của nó cực kỳ là ít lỗi các bạn nhé. Nên là các bạn mua con này về rất là sướng, rất là ok các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A7 2018 màn OLED 1 triệu 500k này, các bạn nhận hàng mình sớm nhất nhá. Đấy. Hình thức mua hàng bên mình rất nhiều thức, thì các bạn ở xa thì các bạn cứ chọn hình thức cho mình nhận hàng kiểm tra hàng toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng kiểm tra hàng và thanh toán thì các bạn cọc cho mình phí ship 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm của bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con này, con 6S Plus, 6 Plus các bạn nhá. Con này là iPhone 6 Plus, con này là bản LLA này. Phiên bản của nó là quốc tế 64GB. Con iPhone 6 Plus này thì là gì nhỉ? Đây. Vỏ thì là hơi phẩy phẩy theo thời gian các bạn nhé. Vỏ thì con này thì có cũ phẩy theo thời gian luôn. Thì là con này là bản 64GB. Tình trạng con này là máy mất vân tay các bạn nhé. 6 Plus nhưng mà con này là tình trạng là máy nó là mất vân tay. Đấy, 64GB nhưng mà máy Bluetooth con này là mất vân tay. Các bạn dùng 6 Plus này rất ok luôn này. Nói chung là 6 Plus dùng rất là sướng luôn. Tại vì pin nó pin rất là trâu. Mình sẽ xem tình trạng pin con này luôn là pin bao nhiêu phần trăm. Đấy. Đấy. Pin con này thì là mình sẽ pin còn 84% nha các bạn nhá. Con này là pin còn 84%. Con này thì mình đã dai vào lách cho các bạn rồi. Đây. Con này thì mình đã đây các bạn mình con này thì đã con này thì mình đã dai vào lách cho các bạn rồi. Các bạn về ví dụ mà cài muốn cài ứng dụng mà các bạn muốn cài ứng dụng như kiểu là ghi âm cuộc gọi này, hay là dùng nói chung là các cái ứng dụng mà ngoài lề của Jive Black ấy, thì các bạn có thể là gì nhờ rất là tiện lợi nhé. Con này mình sẽ Jive Black cho các bạn rồi. Đấy. Hôm nay mình vọc vạch thì mình đã Jive Black con này rồi. Đấy, con này là phiên bản quốc tế 64GB. Đấy. Ngoại hình thì vỏ cũ phải theo thời gian. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6 Plus này các bạn nhận hàng mình sớm nhất nhá. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 2 triệu 1 này. Con này thì là 2 triệu 1 nhá. Mình con này thì mình sẽ bao cho bạn là main zin, màn zin, main con này chưa sửa chữa gì. Và con này là màn zin luôn các bạn nhá. Đấy, bạn nào thích sản phẩm iPhone 6 Plus 2 triệu 100k này các bạn nhận hàng mình được sớm nhất nhá. Vỏ thì cũ thôi, nhưng mà được cái là cái máy móc và cái màn hình là zin các bạn nhá. Đấy, màn con này thì chưa ép kính luôn và main cũng chưa sửa chữa gì cho các bạn nhá, yên tâm sử dụng nhá. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6 Plus phiên bản 64GB này thì các bạn nhận hàng mình được sớm nhất nhá. 2 triệu 1 nhá. Đây ạ. Hôm nay thì nhà mình về được con Lâm Thường này. Con Lâm Thường này thì là 5 lít cho các bạn nhé. Con Lâm Thường này thì là gì nhở? Con này của nó là phiên bản quốc tế này, 32GB nhé. Con Lâm Thường này phiên bản quốc tế 32GB. Con này thì là không iCloud hay là gì các bạn nhé. Máy là sạch iCloud nhé. Con 6 Plus này thì là máy cũng là sạch iCloud. Bao cho các bạn là reset hay là restore lại cũng được nhé. Đấy. Đây, máy cũng không ai cả lao các bạn, mà bao cho bạn là về reset hay restore lại thoải mái các bạn nhé. Nên các bạn tâm sử dụng. Con này thì các bạn bao cho bạn là reset và restore thoải mái. Con iPhone 5 này thì là phiên bản của nó là gì nhỉ? 32GB luôn. Đấy, 32GB. Mà nó đang chạy là iOS của nó là iOS gì nhỉ? Đây, phiên bản 7.1.2. Phiên bản đời rất là cổ rồi, đời rất là lâu các bạn, đời rất là cũ luôn. Nói chung là tìm một phiên bản cũ thì hơi hiếm. Con này thì tình trạng của nó là vỡ kính nhá. Đây, vỡ kính ngang một đường này. Đây, nó vỡ kính ngang một đường đấy. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 500k luôn này. Khách con này là khách con này nó bỏ tủ luôn này. Con này thì nó bỏ tủ, khách bảo bỏ tủ là tắt nguồn bỏ tủ lâu lắm.
mà mình không nhớ được. Đây, vỏ này rất là đẹp luôn này. Đây, vỏ rất là đẹp, rất là mới. Con này mà sau có dán luôn này. Khách bóc ra con này rất là mới nhá. Con này mà sau có dán ni lông rồi nhá. Bóc ra rất là mới, khách dùng rất là giữ nhá. Con iPhone 5 thường này thì bán cho bạn 500k. Tình trạng là bị vỡ kính màn hình. Mà vỡ kính trên này thì mình không sửa chữa gì mà. Mình mua sao thì mình bán vậy cho các bạn nhá. Đấy, mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là đây ạ. 5 lít cho các bạn nhá. Đấy, ngày xưa các bạn mà 500.000 các bạn đi ra đường các bạn không mua được một cái gì cả. Kể cả bây giờ thôi. Bây giờ các bạn ra đường các bạn cầm 500.000 thì các bạn đi ra chợ một tí là hết thôi. Đấy, các bạn không mua được cái gì đâu. Đấy. Đấy, 5 lít cho các bạn nhá. Chống cháy, nghe gọi, tặng ông bà, bố mẹ, người thân hoặc cái em nhỏ rất là ok nhá. Đây ạ. Hôm nay thì mình lại về con này nữa. Con này thì là máy cỏ. Con này là Galaxy V. Con Galaxy V này thì là sẽ mình sẽ bán cho bạn với giá là 3 lít nhá. Đấy. Galaxy V này thì 300k. Đấy, Galaxy V này là 300k nhá. Đấy. Đây. Galaxy pin thì đang chặt lắm. Cạnh ra đầu thấy lắm. Galaxy V này. Tất cả là máy dùng bình thường, không lỗi lầm gì. Thanh lý các bạn phải thay con đèn trắng thôi. 3 lít nhá. Galaxy V này là 3 lít các bạn nhá. Tất cả là máy bình thường, các bạn về làm máy phụ nghe gọi chống cháy cũng được nhá. 3 lít cho các bạn nhá. Đấy, rất là rẻ luôn. Đây, thì hôm nay mình lại về được con này, con Oppo A12 này. Oppo A12 thì hôm nay mình vừa mới thâu lại con này xong. Con này thì là khách mới mua được gì nhỉ? Mới mua được gì nhỉ? Hơn 1 tuần thôi. Con Oppo A12 này. Con này thì là khách mới mua được hơn 1 tuần thôi. Khách cắm hôm nay nhà mình thì hết hạn các bạn nhá. Hôm nay thì mình sẽ bỏ ra là thanh lý giá lợn chết cho các bạn nhé. Oppo A12 này, khách vừa mới mua được hơn 1 tuần xong. Cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Pin con này thì pin hơn 4.000. Màn hình của nó là tràn viền, 6 inch, hơn 6 inch. Con Oppo A12 này, đây hai camera. Con này thì là máy đẹp keng nhá. Khách vừa mua vừa hơn tuần xong. Các bạn mua hàng lướt như này cũng rất là ok nhá. Con này thì mình sẽ thanh lý các bạn với giá là gì nhỉ? Giá con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là giá 2 triệu đồng các bạn nhé. Con Oppo A12 này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 2 triệu đồng luôn. Đấy, 2 triệu đồng. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A12 này thì các bạn nhận hàng mình sớm nhất nhé. Đấy, 2 triệu đồng các bạn nhé. Máy đẹp len keng luôn các bạn nhé. Đây, A8 2018. A8 2018 thì hôm nay nhà mình lại về được 2 màu các bạn nhé. Đây ạ. A8 2018 thì hôm nay nhà mình về được 2 màu. Hai con này thì là ngoại hình thì là máy đẹp len keng xà beng luôn. Đấy, A8 2018. A8 2018 này. A8 2018 này thì là màn hình của nó gì nhỉ? Đây ạ. Màn hình của nó là tràn viền 5,6 inch. Màn hình của nó là gì nhỉ? AMOLED cho hiển thị hình ảnh là Full HD cộng các bạn nhá. Đấy, màn hình rất là đẹp luôn. Con A8 2018 này thì con nhà mình thì phiên bản của nó là RAM 4GB. Đấy. RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con này là bản hàn, một sim một sóng. Thì là gì nhỉ? Máy đẹp keng này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 2 triệu tư nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 2018 phiên bản Hàn Quốc gì nhỉ? Một sim một sóng, 2 triệu tư này thì các bạn nhà hàng mình sớm nhất nhá. Máy mình đập leng keng xả beng. Và tất cả giờ làm việc thì mới bắt đầu từ là 7 giờ sáng và đến là 10 giờ tối. Thì mong các bạn được gọi cho mình là sớm quá không muộn quá các bạn nhá. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình bận đôi việc thì mình còn rất nhiều máy thì mình chưa lên được. Thì tối mai thì mình sẽ là củng cố clip, mình sẽ lên tiếp cho các bạn. Thì là bây giờ thì cũng muộn rồi và xin chúc bạn đã xem video mình một buổi tối ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và xin chào, hẹn lại clip tối ngày mai các bạn nhé.